Chả cá là món ăn ngon và rất phổ biến tại Việt Nam và các nước trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Nghề sản xuất, kinh doanh chả cá là nghề truyền thống lâu đời của người Việt, nghề mang tính gia truyền với cách làm thủ công, cha truyền con nối, bí quyết thường được giữ kín. Thầy Nguyễn Quốc Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu sản xuất chả cá và đã triển khai đào tạo cho nhiều học viên tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Với mong muốn định cư và kinh doanh nghề sản xuất chả cá tại Mỹ, vợ chồng cô Tuyết đã tìm đến thầy Y để được thọ giáo bí quyết sản xuất chả cá. Hello, xin chào, tôi tên là Tuyết, tôi ở Vũng Tàu. Hôm nay tôi đến đây, tôi xin đăng ký học với thầy Y món chả cá năng về để kinh doanh. Rồi hôm nay một ngày giữa tháng 4 năm 2022 thì dạy cho vợ chồng cô Tuyết là cô là đang sinh sống ở Vũng Tàu và đang có kế hoạch định cư tại Mỹ. Cô chú là chuẩn bị một cái những cái nghề bên ẩm thực. Thì có nghề bánh mì cũng như là cái nghề chả cá. Thì hôm nay thầy dạy cái chả cá lăng, chả cá chiên, chả cá hấp. Đó, và các sốt, ba loại sốt kèm theo để ăn, có thể là chả cá này ăn bánh mì. Thì cô chú sẽ học cái nghề bánh mì nữa, thì kết hợp với cái chả cá rất là hấp dẫn. Chả cá có thể được ứng dụng vào nhiều món ăn ngon như bánh mì chả cá, bún cá, lẩu, cơm, các món ăn chơi và những món ăn nhậu rất tiện dụng. Thầy đã hướng dẫn tỉ mỉ cho vợ chồng cô Tuyết từ khâu lựa chọn nguyên liệu cá, mỡ heo tươi, làm lạnh, bảo quản nguyên liệu đến khâu định lượng gia vị và phụ gia, bí quyết xay chả cá, định hình chả cá, hấp chả, chiên chả và cách đóng gói thành phẩm. Qua cái buổi học này, tôi cảm nhận được thầy rất dạy rất tận tình, chi tiết và tôi rất là được dễ hiểu. Những sản phẩm làm ra ăn rất là giòn, ngon và cách xếp thầy làm rất là đẹp mắt. Ngoài ra, anh chị còn được thầy hướng dẫn chi tiết cách làm các loại nước sốt ăn kèm với món chả cá lăng, làm cho món ăn thêm phần đậm vị và hấp dẫn hơn. Ngoài ra để cách làm sốt, các loại sốt bánh mì ha, là bánh mì chả cá thì thầy hướng dẫn ba loại sốt nó rất là đặc biệt. Một loại là theo cái hướng là của ớt ha, ớt là loại cay, sốt cay. Một loại sốt Trung Hoa và một loại là sốt Âu ha. Âu thì thầy hướng dẫn ba loại sốt rất là ngon. Thì kết hợp cái chả cá và bánh mì thì nó tạo nên một cái hương vị rất là thơm ngon. Đó, mà đây là những cái nghề mà phải nói là rất là hay và nó làm theo hướng công nghiệp. Phương pháp đào tạo của thầy Y thật đơn giản và khoa học, sản xuất theo hướng công nghiệp với chi phí nhân công thấp, giúp tạo ra những miếng chả cá dai, tươi và hương vị thơm ngon. Và cô chú là cái tuổi lớn ha, thành ra là khi thầy hướng dẫn những cái phương pháp mà truyền nghề cái cách này thì cô chú rất là dễ nắm bắt và có thể làm được ngay ha, và như vậy là cũng có thể là kinh doanh tại Mỹ khi mà cái tuổi không còn trẻ thì vẫn có thể làm được. Điều này rất quan trọng khi mà kinh doanh cái nghề này. Tôi rất cảm ơn thầy vì đã dạy cho tôi món chả cá này để tôi về Vũng Tàu để mở tiệm kinh doanh. Đây là cơ hội học nghề và kinh doanh chả cá đầy tiềm năng cho người Việt tại Việt Nam và trên toàn thế giới.